Hôm nay công ty Huy Hoàng xin giới thiệu với quý khách hàng dòng đầu vi HIK Vision mã DS7001 series và dòng camera 2 chấm cũng HIK Vision. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình một cái đầu vi mới sử dụng BFOB. Rồi đây là cái chương trình đúng không? Khi cắm đầu vi vô máy tính là tự động nó cái chương trình nó hiện lên luôn à? Rồi đọc tiếng hết. Cái bông này ra đi. Chúng ta khi vào cái vào một configuration một cấu hình network. Ở trên điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm HIK Connect. Đây là đào từ app về đúng không? Đúng rồi. Vào phần thiết bị để lấy cái mã. Rồi, đa cái phần mềm là tên là HIK Connect. HIK Connect. Xong rồi vô phần thiết bị đúng không? Ừ. Phần mềm này. Phần mềm thêm thiết bị, thêm thiết bị quét cái mã cái code ở dưới đầu ghi. Rồi chính là mình thêm cái thiết bị vô đó đúng không? Rồi. Nó sẽ báo là thêm thiết bị thành công. Rồi nhập mật khẩu của đầu ghi vào. Là cái lúc mà có hình đầu ghi kia là có cái mật khẩu đúng không? Được chưa? Khi mà quét cái này á thì ở trên này nó tự hiểu luôn, tự nhận đúng rồi, từ một thiết bị kết nối luôn đúng không? Rồi nó báo là phần mềm báo phát hiện ra đầu ghi được. Rồi xong giờ đã có thể xem được rồi đó. Rồi và để chia sẻ cho một máy khác thì chúng ta vào cái mục quản lý cài đặt chia sẻ rồi thêm thiết bị chia sẻ là chia sẻ qua một cái điện thoại khác để xem đúng không? Rồi và một thêm người nhận. Ở cái điện thoại thứ hai chúng ta cũng cài cái phần mềm HIK Vision, HIK Connect luôn. Rồi thêm thiết bị, rồi quản lý tài khoản quét mã QR rồi rồi xong khi đó thì cái này nó quản lý cái kia hay sao, hay hai cái làm gì nhau? Cái này là mình cấp quyền cho một cái máy điện thoại thứ hai sử dụng mình cấp quyền thêm cho nó sử dụng, mình muốn cho nó sử dụng bao nhiêu camera rồi cấp quyền cho nó. Rồi báo là thiết bị đã được chia sẻ. Rồi xong ha. Rồi ở cái máy điện thoại thứ hai sau khi được chia sẻ thì có thể xem được. Rồi chấp nhận nhận chia sẻ. Rồi khi quản lý cài đặt chia sẻ rồi chúng ta cấp quyền cho nó. Quyền xem trực tiếp đúng không? Đúng rồi. Ok, rồi coi qua bên này thì coi có chưa. Sau khi cấp quyền thì bên này đã xem được rồi. Nhưng mà nó có những cái quyền giới hạn gì không? Cái được chia sẻ nó có giới hạn hạn chế so với cái chủ này không? Cái được chia sẻ thì tùy cái điện thoại chủ mình cấp cho nó cái quyền gì, quyền xem trực tiếp, xem lại hay là xem bao nhiêu con mắt, cái đó do mình cấp quyền cho nó. Ok, rõ không? Tương đối. Rồi. Okay. Rồi.
ở đây nó có chế độ xem ở độ nét cao và chế độ cơ bản. Nét cao là độ phân giải cao nhất đúng không? Đúng rồi, hình ảnh nó đẹp hơn. Rồi, okay. Rồi xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn các bạn các clip tiếp theo của Huy Hoàng.vn.